người chúng ta nên chắp tay lên để chúng ta đọc 12 lời đại nguyện ngay cái pháp hội lễ Quan Âm, nhưng phát nguyện niệm Phật cả đời. Để đời này chúng ta phải về Tây Phương Cực Lạc, phải nhớ kỹ là về Cực Lạc chúng ta mới hết khổ, còn ở cõi Ta Bà là còn khổ. Nên những đức muốn dựa vào cái pháp hội lễ Quan Âm mà lại khuyên người niệm Phật, giống như hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát mà trên đỉnh đầu có tượng Di Đà, ý muốn khuyên chúng ta ai mà niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cầu tai qua nạn khỏi, cầu này cầu kia, nên niệm ai Di Đà Phật để cầu sanh Cực Lạc, vì về Cực Lạc sẽ không có tai nạn nữa, đó mới là triệt để không còn khổ đau nhớ. À giờ mỗi người chúng ta chắp tay lên và đọc theo những đức 12 lời đại nguyện, rồi xong những đức chia sẻ thêm với vị nghe. 12 lời phát nguyện: kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly Ta Bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện
thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, chống viên thành toàn giác,